T1 đang mang ra một là một nhóm. cái đội hình thật sự rằng là cũng rất là chiến về giai đoạn giữa của ván thi đấu, với nguồn sát thương thật sự là vượt trội, sát thương tấn sát thương tỷ luôn, cả ba cánh đều có thể làm carry được với Jace của Bobby, Kai'Sa của Umashi chắc chắn rồi, và ở đường trên sẽ là Gangplank thành công rất. Đây là đội hình mà T1, thứ nhất là đội hình ba mũi nhọn với carry ở cả ba đường, thứ hai thiên hướng cầu máu, Gangplank là vị tướng cầu máu, Jace cầu máu, Kai'Sa chắc chắn sẽ cầu máu, thì họ sẽ đánh một cái đội hình ba mũi nhọn và cầu máu, tại vì một trong những yếu tố để cho T1 có thể tự tin chọn đội hình này. Và với việc mà T1 đã có được 100% tỷ lệ vào playoff rồi thì tôi nghĩ rằng là nếu như mà Quỷ Vương, Faker mà có cần thêm thời gian dưỡng thương thì cũng sẽ hợp lý thôi. Nghỉ luôn, để cho nghỉ tới playoff luôn. Vâng, cho nghỉ tới playoff luôn để T1 họ chuẩn bị bài vở vào playoff thì là hợp lý nhất. Còn ở thời điểm hiện tại thì ít nhất là theo như cá nhân tôi nghĩ thì Pobi không phải là có một màn trình diễn quá tệ. Một chút sự thiếu hụt về mặt kinh nghiệm tại sân khấu lớn nhất của LCK mà thôi. Và Pobi vẫn đang làm tương đối là ổn ở ván thi đấu này. Thì bên phía T1 sẽ cần phải đòi hỏi Pobi làm ổn hơn nữa, bởi vì bên phía T1 họ đang mang ra một đội hình với rất nhiều khả năng có thể carry ở trong ván thi đấu thứ ba. Một trong những cái yêu cầu đầu tiên của đội hình cầu máu là cần giai đoạn đi đường tốt để bạn có thể đạt cái ngưỡng trang bị sớm, rồi bắt đầu triển khai đội hình của mình sớm hơn. Zed bị làm choáng, anh ta bị hất tung, sau đó Morgan có mặt, Zed đã phải tóc biến, đứng vẫn đang bị dính thiếu đốt trên đầu. Chiến công đầu cho Morgan. Các thành viên bên phía T1 họ đã timing, tôi tin chắc là họ đã timing được cái tốc biến của Morgan, bởi vì cái tốc biến của Morgan là bằng thời điểm với cả cái tốc biến của Zed. Và những gì mà T1 cố gắng làm là sẽ câu được cái chiêu thức của người chơi đường trên bên phía Beyond và không để cho Morgan có được cái cơ sở đẩy lên quá cao nữa. Ngược lại ở phía cánh dưới, Beyond họ đã đưa ra một câu trả lời tương đối là tốt, biết được rằng người chơi đi rừng sẽ mất tương đối nhiều thời gian ở đường trên. Cú trừng phạt của Umti đã mang về tài nguyên đầu tiên cho Beyond. Và vâng, cũng có cơ sở để cho bên phía Beyond họ tập trung chuyển cái sự chú ý của mình sang cái khu vực đường khác, bởi vì là Morgan đang không có dịch chuyển. Nếu như mà cứ tiếp tục đẩy thì tôi nghĩ sẽ ổn hơn. Còn cái việc mà Morgan phải đi bộ xuống khu vực đường dưới để có thể giao tranh sẽ khiến cho Beyond gặp những cái bất lợi ở khu vực trên. Trước hết là sẽ bị rớt đẩy vào, và rớt có trên người cái dịch chuyển, các thành viên của T1 họ sẽ tập trung lại ở khu vực đường dưới nhanh hơn. Tuy nhiên bây giờ này, Honor gặp nguy hiểm, Honor nên cẩn thận nha. Honor bị đẩy vào tường, bị hất tung, tất cả mọi thứ nhồi vào đầu Honor. Honor mà nằm là mất rồng. Mạng dành cho Henna, sứ giả được thả đường giữa, tiền được chia. Ôi, miễn phí thật. Không chỉ là miễn phí mà còn có được quà tặng kèm đem theo là Honor nữa. Pha chết này nó hơi vô trách nhiệm của Honor. Anh ta nghĩ rằng mình đã né khỏi cái xuất hiện hành tráng, cho nên là anh ta không tốc biến. Sau đó thì chuỗi CC tiếp theo đến từ bên phía Gabriel nó khích quá. Còn chết chay luôn. À, bây giờ ngăn cản tình huống biến về tới từ bên phía của T1, không có cơ sở để lao vào trong cái pha đó, cố gắng câu thêm một chút thời gian để giữ cho Umashi cái nhịp đẩy, bởi vì Umashi đã có cho mình cái đao điện rồi và anh ta sẽ đẩy nhanh hơn và ép cho Henna phải đứng ở đây lâu hơn. Qua đó thì các thành viên bên phía T1 sẽ có thêm khoảng trống để có thể di chuyển, nhưng mà bây giờ khi mà không có mục tiêu thì di chuyển cũng thật ra là không có nhiều ý nghĩa cho lắm. Có lẽ là vẫn sẽ là một cái tốc độ ván thi đấu được kéo chậm lại từ hai bên mà thôi. Brion lại chả thích cái này quá, đang đánh Azir là bây giờ lại thêm con rồng 2 miễn phí. Lại có thêm khoảng chừng 5 phút cứ thế farm, không cần phải suy nghĩ gì cả. Cùng lắm thì bây giờ đánh nhau tí ở khu vực sứ giả cánh trên, họ đang tấn công vào Zed rồi vào vị trí Umti vô thế rồi. Morgan bế ra, Zed tìm cách để khóc, bây giờ để chạy như vậy để khóc, họ để khóc luôn rồi. Còn đây là ba đường trên, đúng ra là cũng làm được một cái nhiệm vụ tương đối tốt, có thể Morgan làm mềm được Zed để đợi cho Umti lên, giúp cho Umti nuôi thêm được cái thông số này một cách đẹp hơn nữa và hợp lý luôn. Umti cũng nhường được mạng lại cho người chơi đường trên của bên phía Beyond. 2-0-0 là KDA của Morgan, một con cửa sang tên cực kỳ khỏe. Và Umti đang tiếp tục gây được hàng tấn áp lực trong phần rừng của bên phía T1, đẩy Pobi vào. Pobi mất quá nhiều máu, Kyria ra hỗ trợ Pobi với. Kyria đang muốn vòng sau nhưng mà đường đi hơi xa và Pobi lui về được an toàn. Đội hình của Beyond bắt đầu tập trung lại rồi đó. Ý định của họ rất rõ ràng là tôi sẽ đẩy lính chạy ra con rồng. Đội hình của T1 thì bây giờ cần phải có những pha cấu máu liên tục, mà lượng năng lượng của Bi hiện tại đang hạn chế nha. Bắn trúng tiếp, lần này bắn trúng vào Henna. Hai pha cầu sấm thành công của Bobby không giải quyết được vấn đề, không dám tiếp cận. Trở về nhà là Gumashi vác trên người cây đồ 2, nhưng mà rõ ràng là ở thời điểm hiện tại, trước khi mà về nhà thì cái nguồn sát thương để mà T1 có thể gây ra được là không nhiều.
Tầm này Bion họ không ngán nha. Họ có một người chơi xạ thủ đã có hai món trang bị lớn rồi. Karis cũng đã đóng cho mình xong được một cái đanh Nashor rồi. Và bắt đầu họ cử cả Morgan cùng với cả Karis đi tập trung lại với nhau nữa. Sẽ không để cho bất cứ thành viên nào phải bấm cái dịch chuyển cả. Họ sẽ đi cùng nhau toàn bộ cả 5 người luôn để có thể gây sức ép vào. Bắt đầu thử một chút xem sát thương vào con Baron như thế nào. T1 họ không có info à, họ thả một con mắt ra. Họ đang di chuyển tới nhưng tốc độ Armadon đang tương đối nhanh. Kyria tăng tốc lên, chiêu cuối của Honor được tung vào. Baron đang mất rất nhiều máu và ulti. Đó là một tình huống đẩy được cái chơi đi dương của T1 về. Và Morgan đang đứng chống chịu cực kỳ tốt. Người bị giữ chân lại là Kyria, đổi lấy cái mạng của Morgan. Nhưng Baron thành công dành cho OK sinh banh Brion. Tôi nghĩ rằng con Baron, hay nói chính xác hơn là bài thi vừa rồi, Brion được 9.5 điểm. Tại vì việc mất Morgan nó hơi đáng tiếc một tí. Những tia truy kích nãy giờ của Wu Maoshi đang có phát trượt phát trúng, xác suất 50-50 gì đó. Và sẽ cần phải có bổ trợ thêm từ những quả cầu sống của Bobby nữa thì mới có thể giao tranh được. Chứ nếu như không thì bước vào giao tranh chắc chắn rằng T1 họ sẽ thiếu người bởi vì cái chiêu cuối của Umti. Còn thôi thì bỏ rồng game mình vậy. Rồng này là rồng bỏ được. Đấy, bởi vì nói là con rồng gió rất là may mắn cho T1 là họ được phép bỏ. Karis đi về hướng nguy hiểm. Gấp gấu thành công hay không? Bỏ không gấp. Nãy Kira đang đứng ở đâu? Mấy giây nữa ta? 25 giây nữa. Đây là những cơ hội, thực ra cơ hội để lật cho T1 thì vẫn có, chỉ cần họ vượt qua được cái phòng tuyến mà Brion dựng nên và cướp Baron. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu như trường hợp mà Brion không đẩy được Honor ra thì họ sẽ không ăn Baron đâu. Cho nên là cái quyền chủ động nó vẫn luôn nằm về phía của Brion. Nếu như sứ giả phán quyết trúng Honor, ok, dứt điểm Baron, ăn. Nhưng nếu như hụt, Honor có khả năng tiếp cận, ngưng lại và giao tranh. Thì đó là điều mà bên phía của Brion chuẩn bị làm. Ubi vừa rồi bắn trúng nhưng vẫn tiếc là Morgan giữ vị trí quá hay, đứng kế bên Hena che cái cầu sống đó, dẫn đầu đội hình của Brion. Ơ, vẫn trúng Hena kìa. Truy kích là giao điện. Morgan phải che. Che thì sẽ đi được thôi, nhưng mà nếu như mà dính cú bàn tay hỏa tiễn thì sẽ phải đổ lại tương đối nhiều tài nguyên nha, sẽ có thể mất tốc biến, thậm chí là bỏ lại mạng của mình. Bên đây là Brion sẽ cần phải cẩn thận trong những cái bước di chuyển, những cái tình huống chọn vị trí của mình. Bây giờ thì cái áp lực đẩy đường nó không còn quá là lớn với Brion nữa rồi, bởi vì họ đang cử bớt người ra. Cậu sấm tung ra chính xác ở phía đằng sau này, Effort lao vào gom được hai người, hút được cả Wu Maoshi. Bên phía bên kia Kyria đang bị kẹt. Đây là một tình huống mà Hena là tới, Hena thu đông rút được hai người, nhưng đó là Wu Maoshi làm tới bạn đang tiếp thủ. Wu Maoshi hạ gục Hena thành công, nhưng Wu Maoshi cũng đã phải bỏ mạng của mình lại rồi. Morgan đang quẩy cực kỳ khó chịu và Honor sẽ là người nằm lại ở đây. Double kill dành cho Karis. Không còn Hena nhưng vẫn còn có người lên tiếng hộ, đó chính là con Azir của Karis. Wow, quyết định của Brion nó còn hay hơn tôi nghĩ nữa. Họ không xử lý ở khu vực Baron để nguy hiểm, mà họ xử lý ở ngay ngoài. Effort đã có một tình huống, mặc dù là khoảng cách giữa anh ta và đội hình của Brion khá là xa, nhưng cái cú vào của anh ta rất là đẹp. Anh ta đã hất tung được, anh ta đã mê hoặc được rất nhiều thành viên của T1 để tạo ra một cái khoảng trống cho đồng đội của mình lao vào. Và phải có sự xuất sắc của Wu Maoshi thì bên phía T1 mới hạn chế bớt thiệt hại trong pha vừa rồi, khi mà Wu Maoshi đã khiến cho Hena phải lên bảng điểm số. Chứ nếu mà vừa rồi Hena còn sống thì nhiều khi là mọi thứ nó đi khỏi tầm tay của bên phía T1 luôn rồi. Đúng thật là như vậy ạ. Wu Maoshi đã buộc phải đưa ra một quyết định thật sự rất mạo hiểm, là phải lao lên bằng mọi giá hạ gục được trợ thủ của phía Brion. Khi các thành viên của Brion họ mới, chứ bạn chính là thành viên của T1, họ mới có thể di chuyển về cùng nhau. Nếu như mà vẫn được bắn trong pha đó thì bên phía của Brion họ sẽ có 5 bộ lợi Baron. Còn như bây giờ ngàn tuổi có mặt Wu Maoshi, tốc biến đã mất rồi, thanh tẩy chưa hồi. Karis đang xỉa đau quá và Wu Maoshi nằm lại rồi. Bên phía bên này là một tình huống cân 4 tới từ Morgan. Bấm đồng hồ câu giờ, Umti lao tới bảo kê. Umti che được, Morgan về được. Và đây là phân chia thiên hạ quá tuyệt vời của Karis. T1 tan bỡ thật rồi. Rất quá đơn độc. Một con găng băng chỉ có sát thương, không có chống chịu, mà cân 3 thì sao mà cân nổi. Dịch chuyển để phá nhà tới từ OK Saving Bank Brion. Anh trình kỳ diệu của Brion để hướng tới vòng loại trực tiếp của LCK 2023 vẫn tiếp diễn. Sau trận đấu ngày hôm nay, sau 3 ván, họ đã có được thắng lợi với tỷ số 2-1 trước T1 và có được số điểm bằng với đội đang đứng ở vị trí thứ 6. Đó là KDF. Chúng ta đã có tới 3-4 đội có hiệu số là 40 ở vào thời điểm này. Mọi thứ vẫn còn đang ở phía trước. Chúc mừng OK Saving Bank Brion. Một cặp BO3 thật sự là vô cùng bản lĩnh tới từ bên phía của Brion. Họ đã giữ được cho mình cái đầu lạnh. Một màn trình diễn chói sáng của Umti và chắc chắn rằng là hoàn toàn xứng đáng với 100 điểm POG ở bán hiếu thứ 3 này, để giúp cho Brion giữ được lại cơ hội tiến vào playoff và kéo cái phần trăm vào playoff của T1 giảm sút xuống.